mời các chị em chúng ta sẽ cùng nở nụ cười thật tươi lên nhé. Ok đấy, ok đấy. Toàn cô giờ này ok mất cơ. Chào các thầy lớn đến tất cả quý vị khách quý chúng ta nhé. Anh sẽ sớm vào bên đầu hàng sớm nữa. Có chơi cái gì à? MC